Tính đến 18 giờ ngày hôm nay, ngày 11 tháng 12, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca nhiễm COVID-19 mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tính đến 18 giờ ngày 11 tháng 12, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trong ngày, cả nước có thêm 13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, hiện tổng số ca mắc là 1.391 người, trong đó số ca điều trị khỏi hiện là 1.237 ca, số ca còn đang điều trị là 119 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 20.832 người.